Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Phạm Hoa, đại diện cho tổ chức đào tạo Smart Chain. Lần đầu tiên, tôi xin phép gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn tới tất cả các anh chị và các bạn đã tham gia buổi học thử ngày hôm nay. Và tôi cũng rất vui mừng được thông báo, hiện nay có hơn 200 trong tổng số 560 anh chị đăng ký tham gia buổi học thử. Đa phần các anh chị đang công tác tại bộ phận kế toán, tài chính và các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính. Điều đó có thể thấy chủ đề ôn tập hôm nay của chúng ta thì thu hút rất là nhiều sự quan tâm đúng không ạ? Thưa các anh chị và các bạn, chuẩn mực kế toán quốc tế số 36 tìm kiếm sự đảm bảo rằng tài sản của đơn vị không trình bày cao hơn giá trị có thể thu hồi được. Khi áp dụng chuẩn mực này, doanh nghiệp cần phải thay đổi quy trình và chuẩn bị các kiến thức cần thiết, trong đó có kiến thức về tài chính cơ bản. Những doanh nghiệp lần đầu áp dụng IFRS sẽ có khối lượng công việc kế toán cần chuẩn bị nhiều hơn so với những doanh nghiệp đã áp dụng IFRS. Để giúp các anh chị hiểu hơn về chuẩn mực kế toán quốc tế số 36 cũng như nắm bắt được chương trình học chứng chỉ Cert IFA và Deep IFA của ACCA thì Smart Chain, đối tác đào tạo được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA cấp quyền từ năm 2010, xin phép trân trọng được tổ chức buổi học thử IFAS trực tuyến với chủ đề IAS 36 suy giảm giá trị tài sản, những lưu ý khi lần đầu áp dụng IFAS. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Bùi Đăng Bảo, giảng viên trong buổi học thử ngày hôm nay của chúng ta. Thầy Bảo hiện là hội viên kỳ cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA, hiện giữ vị trí là giám đốc tư vấn tài chính của một quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam. Thầy có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính. Hiện nay thầy cũng có hơn 11 năm kinh nghiệm công tác giảng dạy về kế toán, kiểm toán tại Smart Chain. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, để buổi học được diễn ra được tốt đẹp, tôi xin phép có một số lưu ý gửi tới các anh chị tham gia như sau. Lưu ý đầu tiên, các anh chị nhập đúng tên của mình trong phần đăng nhập để chúng ta có thể thuận tiện trong quá trình giao lưu. Nếu như anh chị chưa nhập đúng tên của mình, anh chị chỉ cần nhắn tin mình tên mình vào cửa sổ chat và ban hỗ trợ sự kiện sẽ đổi tên giúp anh chị. Khuyến khích sử dụng tai nghe, headphone để đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất. Trong suốt quá trình diễn giả chia sẻ, anh chị vui lòng tắt mic ở góc trái phía dưới màn hình. Đến phần giao lưu, anh chị có thể mở mic và giao lưu trực tiếp với diễn giả. Trong quá trình diễn giả chia sẻ, nếu có vấn đề cần hỗ trợ, anh chị vui lòng nhắn tin vào cửa sổ chat, ban hỗ trợ sự kiện sẽ hỗ trợ giúp anh chị. Đặc biệt, trong phần hỏi đáp, tôi rất mong muốn nhận được những câu hỏi trực tiếp của các anh chị để buổi học được diễn ra sôi nổi và đạt được kết quả như mong muốn. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã hợp tác. Và không để các anh chị chờ lâu hơn, ngay sau đây, tôi xin phép mời thầy Bảo chia sẻ về buổi học thử IFAS trực tuyến với chủ đề IAS 36, suy giảm giá trị tài sản, những lưu ý khi lần đầu áp dụng IFAS. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Thân chào các anh chị, tôi cũng rất hân hạnh hôm nay ở đây chia sẻ với các anh chị chuẩn mực kế toán quốc tế số 36 về suy giảm giá trị tài sản. Các anh chị, trong quá trình chúng ta sử dụng tài sản ngoại trừ phần khấu hao chúng ta tính toán, thì phần khấu hao đó là phần về suy giảm về hữu hình, anh chị dùng tài sản bị khấu hao. Còn sự suy giảm giá trị ở đây anh chị hiểu là chúng ta không sử dụng nó cũng suy giảm giá trị. Như vậy sự suy giảm giá trị này một hoàn chị sẽ thấy là đến từ những yếu tố bên ngoài và bên trong. Phần chia sẻ của tôi ở đây có 6 nội dung chính. Đầu tiên là tổng quan về chuẩn mực số 36. Tiếp theo chúng ta ghi nhận như thế nào và chúng ta đo lường sự suy giảm giá trị. Sau đó phần thứ tư là chúng ta reverse lại, có nghĩa là khi sự suy giảm giá trị này nó không còn tồn tại, anh chị ghi đảo lại. Và phần thứ năm đó là chúng ta áp dụng vào thực tế. Và cuối cùng là khi anh chị lần đầu áp dụng IFRS vào công ty chính anh chị, thì những lưu ý anh chị cần là như thế nào? Đầu tiên các anh chị, phần tổng quan, thì nguyên tắc của chuẩn mực này là tài sản như lúc nãy MC có chia sẻ, tài sản không nên được ghi nhận theo mức cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Anh chị, giá trị thuần có thể thực hiện được ở đây chúng ta hiểu, anh chị lấy số cao hơn giữa giá trị hợp lý trừ chi phí thanh lý hoặc là giá trị sử dụng. Về phần giá trị hợp lý này thì vào những slide tiếp theo tôi sẽ chia sẻ sâu hơn, bởi vì có câu hỏi của anh chị liên quan đến giá trị hợp lý. Và khi nào chúng ta ghi nhận suy giảm giá trị tài sản? Thông thường anh chị căn cứ vào những indicators, tức là những chỉ báo bên
trong và bên ngoài. Và khi chúng ta ghi đảo lại sự suy giảm giá trị này, thì đối với goodwill, goodwill tạm dịch đó là lợi thế thương mại, thì lợi thế thương mại này khi bị suy giảm giá trị, anh chị không được ghi đảo lại. Và phạm vi của chuẩn mực này áp dụng cho gần như toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình, ngoại trừ hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán số 2. Contract asset theo chuẩn mực số 15. Cái này số 15 nha anh chị. Trong quá trình đi vào mất một con số 1, chuẩn mực kế toán số 15 về doanh thu. Và tiếp theo các anh chị, tài sản thuế thu nhập khoản lại, chuẩn mực kế toán số 12. Tài sản tài chính chuẩn mực số 39. Và một phần nào đó, đó là bất động sản đầu tư chuẩn mực số 40. Như vậy gần như anh chị thấy tài sản cố định trong công ty anh chị rõ nhất là nhà xưởng, máy thiết bị và những tài sản vô hình. Bây giờ chúng ta ghi nhận như thế nào? Phần ghi nhận ở đây các anh chị sẽ phát sinh những vấn đề về thuế. Và tôi cũng nhận được một câu hỏi về thuế. Ok các anh chị, khi giá trị còn lại, cái từ current amount là giá trị còn lại, giá trị có thể thu hồi được thấp hơn giá trị còn lại. Ví dụ, giá trị còn lại của tài sản là 10 đồng, giá trị có thể thu hồi được là 8 đồng. Như vậy các anh chị, tài sản đã bị suy giảm giá trị và chúng ta phải ghi vào chi phí là 2 đồng. Các anh chị lưu ý đây, phần P&L có nghĩa là chúng ta ghi vào chi phí, DR là debit là mình ghi nợ đó. Chúng ta ghi nợ chi phí và đưa vào khấu hao lũy kế, tài khoản 24 các anh chị. Như vậy trong trường hợp này các anh chị thấy phát sinh vấn đề về thuế. Và sẵn đây tôi cũng chia sẻ luôn, hiện nay rất nhiều chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính sẽ phát sinh những vấn đề về thuế, nghĩa là ghi nhận chi phí. Nhưng những chi phí này thì gần như các anh chị, thuế sẽ không chấp nhận là chi phí hợp lý, hợp lệ. Như vậy cách giải quyết như thế nào? Hiện nay theo thông tin tôi được biết, thì giữa Bộ Tài chính và những công ty kiểm toán cũng như những doanh nghiệp, họ đưa ra, doanh nghiệp và công ty kiểm toán đưa ra hướng giải quyết như thế này. Doanh nghiệp vẫn áp dụng IFRS và vẫn ghi nhận giả sử chi phí nha, theo nội dung chuẩn mực. Đứng ở góc độ về mặt thuế, thuế có thể thực hiện việc thu thuế theo nguyên tắc là thực thu thực chi. Như vậy những chi phí công ty ghi nhận, doanh nghiệp ghi nhận, đứng góc độ của thuế có thể không phải là chi phí hợp lý hợp lệ trong cái niên độ đó, thì thuế cũng chấp nhận và không phạt doanh nghiệp. Như vậy doanh nghiệp vẫn có động lực họ ghi nhận chi phí và đứng góc độ về thuế các anh chị, thuế chấp nhận. Có sự khác biệt giữa chuẩn mực IFRS và đứng góc độ về thuế. Như vậy đây là một hướng giải quyết tôi nghĩ là cũng khá là hợp lý. Mọi người đang bàn thảo vấn đề này, đó là vấn đề về thuế, thì hy vọng phần thuế ở đây các anh chị cũng sẽ hiểu được khi thực tế áp dụng sẽ như thế nào. Tức là doanh nghiệp chúng ta vẫn ghi nhận chi phí theo đúng chuẩn mực các anh chị. Về mặt chi phí thì mặt chuẩn mực chi phí là chi phí. Như vậy trong trường hợp này chúng ta về sổ sách kế toán vẫn ghi là chi phí. Như vậy các anh chị thấy impairment loss ở đây là lỗ do suy giảm giá trị. Thì đó là một bút toán kế toán, không có hóa đơn chứng từ, cũng tương tự như khấu hao, cũng gần gần giống vậy. Chỉ khác là khấu hao, anh chị khấu hao theo khung, ví dụ 5 năm, 7 năm. Nhưng trong trường hợp impairment loss thì sẽ không như vậy. Và anh chị lưu ý ở đây, khi chúng ta ghi nhận, anh chị đưa vào chi phí, thì chúng ta sẽ phát sinh deferred tax, tức là thuế thu nhập khoản lại. Bây giờ anh chị ghi nhận như thế nào? Đối với những tài sản cố định hữu hình
và những tài sản vô hình có thời gian sử dụng hữu ích xác định được. Anh chị ghi nhận khi có những external và những internal indicators, ví dụ về những chỉ số chỉ báo bên ngoài suy giảm về giá trị thị trường của tài sản, thay đổi về công nghệ theo hướng xấu đi các anh chị. Ví dụ công nghệ mới ra đời, máy móc thiết bị của anh chị thuộc về công nghệ cũ. Như vậy, máy móc thiết bị thuộc về công nghệ cũ sẽ bị suy giảm giá trị. Và những thay đổi về luật, tôi ví dụ về luật trong ngành công nghiệp ô tô chẳng hạn. Anh chị nghe nói đến những tiêu chuẩn khí thải Euro 2, Euro 4. Giả sử bây giờ Việt Nam chúng ta đang tuân theo Euro 2. Khi chúng ta tuân theo quốc tế là Euro 4, thì một số doanh nghiệp sản xuất ô tô chẳng hạn, máy móc thiết bị của họ chỉ làm ra được những chiếc xe, những sản phẩm theo tiêu chuẩn khí thải Euro 2. Như vậy rõ ràng máy thiết bị của họ đã bị suy giảm giá trị. Còn những internal indicators, các anh chị, ví dụ tài sản bị hư hỏng về mặt vật lý, anh chị nhìn vào thấy ngay. Hoặc tài sản chúng ta đang nằm trong chương trình tái cấu trúc của công ty, nghĩa là tài sản đó không nằm trong kế hoạch phát triển của công ty anh chị nữa. Như vậy trong trường hợp này anh chị thấy rõ ràng tài sản bị suy giảm giá trị. Anh chị không phải tính khấu hao đơn thuần, anh chị tính toán thêm impairment loss. Impairment loss tạm dịch đó là lỗ do suy giảm giá trị. Và đối với những tài sản mà có thời gian sử dụng hữu ích không xác định được, anh chị tính ít nhất là phải mỗi năm chúng ta tính toán impairment loss, là mỗi năm nha các anh chị. Còn những tài sản mà có thời gian sử dụng hữu ích mà xác định được 5 năm, 7 năm gì đấy, thì chúng ta tính toán impairment loss khi có những external và internal indicators như minh họa trong slide này. Bây giờ thực tế câu hỏi đặt ra các anh chị, làm sao anh chị xác định được những external và những internal indicators? Internal tôi nghĩ dễ hơn. External thì như thế nào? Như vậy thì gần như khi áp dụng, ít nhất anh chị có những cuộc họp thường niên. Anh chị ngồi với phòng kinh doanh, những phòng ban khác, phòng kỹ thuật để biết được rằng thị trường đang thay đổi như thế nào, thị hiếu của người tiêu dùng ra sao. Ví dụ, một dòng sản phẩm nào đó của công ty các anh chị không còn phù hợp thị hiếu. Như vậy khả năng ở đây công ty phải cân nhắc không sản xuất dòng sản phẩm đó nữa. Và như vậy máy móc thiết bị liên quan các anh chị nó bị suy giảm giá trị. Và đúc kết ở đây nghĩa là chúng ta phải thay đổi một chút về mặt quy trình các anh chị. Trước đây chưa có những quy trình như vậy, bây giờ anh chị phải thêm vào. Bây giờ chúng ta xác định giá trị có thể thu hồi được, như lúc nãy tôi nhấn mạnh, giá trị có thể thu hồi được là số cao hơn giữa giá trị hợp lý trừ đi chi phí thanh lý. Còn giá trị sử dụng các anh chị, đó là anh chị tính toán dòng tiền và chiết khấu về hiện tại. Đầu tiên giá trị hợp lý trừ chi phí thanh lý. Như vậy khi anh chị áp dụng chuẩn mực kế toán ISO 36, anh chị phải áp dụng luôn IFRS 13. IFRS tạm dịch là chuẩn mực báo cáo tài chính nha các anh chị, thì cũng phát triển từ IS đi lên. Như vậy chuẩn mực IFRS số 13 đó là về fair value. Và khi chúng ta áp dụng chuẩn mực số 36, anh chị cũng phải áp dụng luôn chuẩn mực số 13. Đó là trong trường hợp này các anh chị. Và fair value của tài sản, ở đây các anh chị, fair value giá trị hợp lý tức là chúng ta lấy giá thị trường của tài sản. Giá thị trường. Và vấn đề đặt ra khi thực tế áp dụng, anh chị bắt buộc phải thu thập thông tin. Chính vì vậy,
như tôi cũng nhấn mạnh, anh chị phải thay đổi một chút về quy trình. Tức là mỗi năm, những phòng ban nào sẽ cung cấp thông tin cho các anh chị và thông tin lấy từ nguồn như thế nào để anh chị có được fair value của tài sản, tức là giá trị thị trường đó. Giá trị hợp lý ở đây, fair value theo giá trị thị trường. Còn chi phí thanh lý thì chúng ta có thể ước tính được cái mức độ tin cậy các anh chị, cao hơn là fair value. Và vấn đề khó ở đây, đó là data thị trường thì gần như hiện nay tôi đánh giá chưa có hoàn chỉnh. Anh chị, đa phần tài sản đã qua sử dụng, anh chị chưa có một sàn giao dịch những tài sản đã qua sử dụng. Đặc biệt dàn máy đối với những công ty sản xuất các anh chị thì rất khó. Mỗi công ty thì gần như hình đặc thù khác nhau rồi, ngành nghề quy mô cũng khác nhau. Chưa kể những dàn máy các anh chị đôi khi nó cũng không giống nhau 100%. Chính vì vậy nếu anh chị có dịp tham dự IFRS số 13, hội thảo về IFRS số 13 trước đây, thì vấn đề data thị trường là vấn đề hiện nay đa số doanh nghiệp họ đang suy nghĩ hướng giải quyết. Và giá trị thứ hai đó là giá trị sử dụng, là value in use. Ở đây đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức một chút về tài chính. Như vậy người làm kế toán phải có kiến thức về tài chính các anh chị. Một dàn máy các anh chị vẫn tiếp tục sử dụng thì tạo ra dòng tiền net như thế nào, và sau đó anh chị mới chiết khấu dòng tiền trong tương lai về giá trị hiện tại. Như vậy anh chị sẽ có những lưu ý ở đây là value in use này đối với tài sản vẫn tiếp tục sử dụng, anh chị xem như chúng ta vẫn dùng thông thường. Và tài sản ở hình thái hiện tại của chính nó, anh chị loại trừ hoạt động tài chính ra nha. Vì sao? Anh chị hoạt động tài chính có chi phí lãi vay. Chi phí lãi vay ảnh hưởng dòng tiền. Do cơ cấu cấu trúc tài chính của mỗi công ty á, cấu trúc vốn khác nhau, có công ty vay nợ nhiều, có công ty vay nợ ít. Chính vì vậy nếu anh chị đưa hoạt động financing, tức là hoạt động tài chính vào, thì tự nhiên dòng tiền nó sẽ bị bóp méo đi. Như vậy ở đây chúng ta loại trừ chi phí tài chính ra, loại trừ những ảnh hưởng của hoạt động tài chính. Và tương tự anh chị dùng dòng tiền, đó là dòng tiền trước thuế nha các anh chị. Vì sao ở đây là trước thuế? Bởi vì như vậy các anh chị, dòng tiền trước thuế là chúng ta dùng số pre-tax profit, là chúng ta loại trừ ra ảnh hưởng của yếu tố thuế hoãn lại. Anh chị thấy số lợi nhuận ròng là có trừ đi chi phí thuế thu nhập hoãn lại. Như vậy phần chi phí thuế thu nhập hoãn lại này nó cũng sẽ bóp méo đi bức tranh. Chính vì vậy đây là 4 lưu ý khi chúng ta tính toán value in use. Bây giờ anh chị xem ví dụ như thế này. Một tài sản có fair value less cost, tức là giá trị thị trường trừ chi phí thanh lý, 2,8 triệu đô. Bây giờ nếu công ty vẫn tiếp tục sử dụng, thì công ty thu được tổng giá trị present value là 3,3 triệu đô. 3,3 triệu đô này chưa tính chi phí chúng ta clear tài sản đó, chúng ta gọi là chúng ta thanh lý tài sản khi đến cuối vòng đời của dự án, tức là khi anh chị dùng xong tài sản. Ở đây 3,3 triệu đô này anh chị phải trừ 0,6 triệu đô ra. 0,6 triệu đô là khoảng anh chị thanh lý tài sản khi anh chị dùng xong. Và bây giờ anh chị thấy 3,3 trừ 0,6, anh chị ra 2,7 triệu đô so với 2,8 triệu đô. Như vậy anh chị chọn số cao hơn. Chúng ta tính toán giá trị có thể thu hồi được, anh chị lấy số cao hơn, 2,8 và 2,7, anh chị lấy số cao hơn. So sánh với giá trị còn lại là 3 triệu đô, anh chị có impairment loss là 0,2 triệu đô.
Như vậy ở đây anh chị ghi nợ chi phí có khấu hao lũy kế 0,2 triệu đô. Anh chị ghi chú lại giúp tôi. Ở trường hợp này, đối với chuẩn mực này, số value in use và số fair value less cost to sell, đây là hai số, hai giá trị chúng ta dùng để tính toán impairment loss. Anh chị thấy ở đây rõ ràng tài sản này công ty vẫn đang sử dụng, công ty không thanh lý. Nhưng khi chúng ta tính toán giá trị có thể thu hồi được, anh chị dùng số là 2,8 triệu đô, lấy số cao hơn. Như vậy ở đây không có nghĩa là công ty bán tài sản nha các anh chị. Fair value less cost không có nghĩa là công ty bán. Và đưa ra hướng nếu công ty bán thì sẽ như thế nào. Như vậy, tinh thần của chuẩn mực số 36 này thì coi như doanh nghiệp chọn phương án nào thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Mặc dù thực tế nha các anh chị, doanh nghiệp vẫn sử dụng tài sản nha. Thực tế doanh nghiệp vẫn sử dụng tài sản này. Tuy nhiên, chúng ta không dùng con số là 2,7 triệu đô. 2,7 triệu đô là value in use. Thực tế công ty vẫn sử dụng. Anh chị dùng số 2,8 triệu đô cho việc tính toán impairment loss. Như vậy anh chị nhớ nha. Fair value less cost và value in use anh chị dùng cho mục đích tính toán impairment loss, không phản ánh bản chất thực tế doanh nghiệp đang sử dụng hay bắt đầu thanh lý tài sản. Bây giờ các anh chị, đối với những tài sản anh chị không tách riêng ra được, anh chị không xác định được dòng tiền từ tài sản đó, thậm chí fair value less cost cũng không xác định được. Bởi vì bản thân tài sản đó, một tài sản riêng lẻ, anh chị không thể bán được. Và đó, anh chị cũng không thể khai thác một cách riêng lẻ. Tôi lấy ví dụ, một hệ thống thang máy trong một tòa nhà văn phòng. Như vậy các anh chị, bản thân thang máy này là một tài sản cố định của anh chị. Anh chị có giá cost, tức là giá gốc, có nguyên giá, có khấu hao bình thường như những tài sản khác. Nhưng anh chị, bản thân cái thang máy này anh chị muốn bán đi nó cũng khó. Vì thang máy cũ đôi khi người mua người ta sợ không còn đảm bảo yếu tố về kỹ thuật, an toàn. Bây giờ bản thân thang máy này anh chị cũng không thể nào cho thuê riêng lẻ được. Không thể nào có chuyện là người ta đến thuê tòa nhà văn phòng khách thuê, anh chị không cho thuê thang máy, anh chị tách riêng ra. Không có chuyện đó. Như vậy các anh chị, bản thân cái thang máy này trong một tòa nhà văn phòng thì thang máy này nó không đứng riêng lẻ được. Và như vậy anh chị gom chung tòa nhà văn phòng nè, hệ thống M&E tất tần tật anh chị gom chung thành một cái CGU. CGU anh chị hiểu là Cash Generating Unit ở đây á, là một đơn vị, một cái group, một cái nhóm tài sản nhỏ nhất mà bản thân nó tạo ra được dòng tiền một cách độc lập như một tòa nhà văn phòng. Các anh chị, một tòa nhà văn phòng anh chị cho thuê được, giả sử anh chị có bản chất của công ty là cho thuê tòa nhà văn phòng, như vậy trong trường hợp này anh chị có nhiều tòa nhà, mỗi tòa nhà là một CGU. Và khi chúng ta tính toán impairment loss, anh chị tính toán cho cả CGU này, một cái nhóm tài sản này. Tính toán xong rồi, anh chị mới phân bổ impairment loss này cho từng tài sản trong CGU. Ví dụ, anh chị có một tòa nhà văn phòng. Anh chị tính toán fair value less cost to sell của cả cái tòa nhà văn phòng này ra một số. Sau đó tính toán value in use. Và trên cơ sở đó, ví dụ anh chị có luôn là phần impairment loss rồi. Bây giờ impairment loss của nguyên cái tòa nhà văn phòng này, anh chị mới phân bổ cho, ví dụ về building, về hệ thống M&E, về những hệ thống trong tòa nhà. Ví dụ như thế, anh chị phân bổ. Và thứ tự phân bổ anh chị, trong một CGU đó thì những tài sản nào anh chị xác định được rõ ràng
nó bị tiêu hủy, nó bị hư hỏng, nó bị truy giảm giá trị từng cái specific asset. Thứ tự tiếp theo là lợi thế thương mại. Trong trường hợp ví dụ anh chị đi mua công ty con, và tiếp theo các anh chị là những tài sản khác. Những tài sản khác anh chị phân bổ theo nguyên tắc đó là tỷ lệ giá trị còn lại. Và anh chị lưu ý ở đây, cái này cũng liên quan đến những chuẩn mực khác, ví dụ liên quan đến chuẩn mực kế toán số 16 về tài sản hữu hình. Trong trường hợp ví dụ tài sản hữu hình của anh chị áp dụng mô hình không phải mô hình giá gốc là cost model. Anh chị áp dụng mô hình là fair value model hoặc mô hình đánh giá lại. Trong trường hợp này anh chị ưu tiên khi có impairment loss xảy ra, anh chị ưu tiên ghi giảm thặng dư đánh giá lại tài sản trên nhóm tài khoản nhóm 4 anh chị là về nguồn vốn. Sau đó phần còn lại anh chị mới ghi vào chi phí. Bây giờ anh chị xem ví dụ này. Anh chị thấy ở đây CA là giá trị còn lại các anh chị là 4,5 triệu đô, bao gồm goodwill 0,5, một tài sản anh chị biết rõ tài sản này đã bị destroy rồi là 1.0, những tài sản khác 3.0. Khi chúng ta đánh giá lại giá trị có thể thu hồi, anh chị thấy cả một cái CGU này, cái một nhóm tài sản này, giá trị thu hồi là 3.1 nha. Như vậy anh chị có số 3.1 trước, số in đậm phía dưới. Anh chị lấy 4,5 so với 3,1 này, anh chị ra được impairment loss 1,4 triệu đô. 1,4 triệu đô này bây giờ thứ tự phân bổ, anh chị phân bổ cho goodwill trước, sorry, anh chị phân bổ cho destroy asset trước là 1.0. Anh chị hãy ghi chú lại, phân bổ cho destroy asset là 1.0. Tiếp theo 1.4 anh chị phân bổ 1.0 rồi, còn 0.4. 0.4 anh chị phân bổ hết cho goodwill. Ở đây các anh chị, nếu nha phân bổ hết cho goodwill mà vẫn còn số dư impairment loss, anh chị mới phân bổ cho other intangible asset. Như vậy anh chị nhớ thứ tự phân bổ như slide trước tôi chia sẻ. Tài sản anh chị xác định được ngay trước, tiếp theo goodwill, và cuối cùng những tài sản khác trong cái nhóm tài sản đó theo tỷ lệ giá trị còn lại. Anh chị xem ví dụ số 3. Bây giờ một nhóm tài sản, anh chị thấy tài sản bao gồm, nhóm tài sản này bao gồm có goodwill, tài sản A, B và C. Bây giờ giá trị còn lại lần lượt như trong phần trình bày. Và bây giờ anh chị đánh giá giá trị có thể thu hồi được của tài sản là 40. Như vậy anh chị so sánh số 57 triệu và 40 triệu. Anh chị thấy rằng impairment loss là 17 triệu đô. 17 triệu đô này anh chị phân bổ cho goodwill trước là 2 triệu. Còn lại 15 triệu đô các anh chị. 15 triệu đô này anh chị phân bổ cho tài sản A, B và C theo tỷ lệ giá trị còn lại của A, B và C. Giá trị còn lại của A, B và C lần lượt là 5, 20, 30. Anh chị cộng 3 số đó lại ra 55. Như vậy bây giờ impairment loss còn lại nha, khi phân bổ 2 triệu cho goodwill, anh chị còn lại impairment loss là 15 triệu.
15 triệu này phân bổ cho tài sản A theo tỷ lệ của giá trị còn lại. Tổng A, B và C 5 cộng 20 cộng 30 là 55. Như vậy tài sản A phân bổ là lấy 5 phần 55 nhân cho 15 triệu đô. Tương tự tài sản B 20 phần 55 nhân cho 15 triệu đô. Tài sản C là 30 phần 55 nhân cho 15 triệu đô. Như vậy anh chị mới ra là âm 1.36, âm 5.45 và âm 8.18 theo tỷ lệ giá trị còn lại. Đối với phần impairment loss chúng ta chưa phân bổ. Bây giờ cũng minh họa tiếp tục tình huống lúc nãy các anh chị. Anh chị thấy ở đây giá trị có thể thực hiện được của CGU này. Giá trị có thể thu hồi được, sorry các anh chị, giá trị có thể thu hồi được của CGU là 40 triệu. Và fair value less cost to sell của tài sản A là 6 triệu đô. Như vậy tài sản A là specific là 6 triệu. Tính toán tương tự anh chị thấy chúng ta so sánh số 57 triệu đô này và 40 triệu đô. Anh chị thấy rõ ràng tài sản bị suy giảm giá trị là tại nhóm tài sản này bị suy giảm giá trị là 17 triệu đô. 17 triệu đô này anh chị bây giờ thứ tự phân bổ. Phân bổ cho tài sản A trước. Giá trị có thể thu hồi của A là 6 triệu các anh chị. Như vậy 6 triệu so với 5 triệu, 6 triệu cao hơn. Tài sản A không bị suy giảm giá trị. Như vậy 17 triệu đô phân bổ 0 cho A, còn 17 triệu đô. 17 triệu đô này anh chị phân bổ tiếp cho Goodwill là 2 triệu. Và phần impairment loss còn lại sau khi phân bổ cho Goodwill là 15 triệu. 15 triệu này các anh chị, chúng ta chỉ còn có hai tài sản chúng ta chưa phân bổ là B và C. Như vậy B và C ở đây, anh chị thấy rõ ràng tỷ lệ giá trị còn lại. B là 20 trên 50, tức 20 cộng 30 ra 50. C là 30 trên 50. Như vậy, anh chị lấy 2 phần 5 và 3 phần 5 nhân cho 15 triệu. Tương ứng ra impairment loss của B là 6 triệu, của C là 9 triệu. Tiếp theo các anh chị. Cũng tiếp tục ví dụ như trên, nhưng bây giờ đổi lại nha. Fair value less cost của tài sản B là 18 triệu. Tài sản B nha các anh chị, 18 triệu. Anh chị cũng so sánh giá trị còn lại của CGU 57 triệu đô. Và giá trị có thể thu hồi được của CGU 40 triệu. Bây giờ 57 với 40 ra 17, ok nhanh rồi. Bây giờ 17 triệu đô impairment loss này anh chị phân bổ trước cho tài sản B 2 triệu. Bởi vì giá trị có thể thu hồi của B là 18. Như vậy rõ ràng B, tài sản B bị impair và impairment loss của tài sản B là 2 triệu. Như vậy 17 triệu đô impairment loss số tổng anh chị phân bổ cho B trước. Sau đó anh chị phân bổ tiếp cho Goodwill 2 triệu. Còn 13 triệu các anh chị. 13 triệu này chúng ta phân bổ cho A và C theo tỷ lệ giá trị còn lại của A và C, tức là 5 phần 35 và 30 phần 35. Anh chị ra tương ứng 1,86 và 11,14. Bây giờ tiếp theo chúng ta mới ghi đảo phần impairment loss. Ghi đảo lỗ do suy giảm giá trị.
Như vậy các anh chị, ví dụ anh chị đang có một tài sản, năm nay bị suy giảm giá trị, năm sau nó không bị suy giảm nữa. Tôi ví dụ, anh chị có một chiếc ô tô, anh chị chạy dùng chạy taxi ví dụ vậy nha. Bây giờ năm 2020 tài sản bị suy giảm giá trị. Qua năm 2021, bây giờ tự nhiên vấn đề hiện nay là vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu. Tôi ví dụ nha, thì vấn đề chuỗi cung ứng, và do vấn đề chuỗi cung ứng như thế này các anh chị, làm cho ô tô nhập về không đủ. Và giả sử ngành ô tô trong nước cũng không đáp ứng được nhu cầu, tôi ví dụ thế. Bây giờ tự nhiên giá trị ô tô của anh chị á, nó tăng lên lại. Như vậy khi tăng giá trị lên như thế, anh chị mới ghi đảo con số là lỗ do suy giảm giá trị anh chị đã ghi nhận năm 2020. Anh chị ghi đảo trong năm 2021. Và nguyên tắc anh chị ghi đảo, đầu tiên, số đảo đó anh chị đưa ngay vào P&L, P&L viết tắt của Profit or Loss các anh chị, tức là lãi lỗ, đưa ngay vào thu nhập. Và lại phát sinh thêm một vấn đề nhấn mạnh các anh chị là về thuế nha. Năm trước anh chị loại ra không kê khai thuế phần Impairment Loss, do anh chị biết chắc chắn thuế sẽ cũng phải loại ra thôi, không được tính là chi phí hợp lý hợp lệ. Thì bây giờ năm 2021 này nha, anh chị đưa vào income cái phần đảo đó, anh chị cũng nhớ loại ra nha, không đưa vào thu nhập chịu thuế thì nó mới hợp lý. Và nguyên tắc thứ hai các anh chị, khi anh chị ghi đảo như vậy, giá trị còn lại của CGU này nó sẽ không được cao hơn, không được cao hơn số nào, không được cao hơn cái dấu tích, hai dấu tích các anh chị, hai dấu tích này anh chị chọn số thấp hơn. Một hồi tôi sẽ lấy ví dụ, đầu tiên là giá trị có thể thu hồi và giá trị còn lại có tính khấu hao nha, nếu impairment loss chưa từng xảy ra. Tuy nhiên ghi đảo impairment loss của Goodwill không được chấp nhận. Để minh họa về vấn đề số 2 này, dấu hình vuông số 2, anh chị xem ví dụ ở đây. Anh chị thấy ở đây, ví dụ số 6, công ty ABC mua cái máy tại ngày 1 tháng 1 năm 2021, giá 1.000 đô. Máy này dùng trong 5 năm. Dùng 5 năm anh chị, cho dễ nha. Khấu hao đường thẳng nha. Giá trị thanh lý ước tính bằng zero. Tức là chỉ lấy 1.000 chia cho 5 năm đều mỗi năm, cho đơn giản. Bây giờ các anh chị, sau năm thứ nhất, giá trị còn lại khi đã trừ khấu hao, 1.000 đô anh chị trừ cho 200 đô, anh chị ra được con số là 800. Và cuối năm thứ nhất anh chị, có những indicators, anh chị thấy rằng tài sản này bị suy giảm giá trị. Và do đó anh chị tính toán giá trị có thể thu hồi của tài sản. Anh chị ghi tính toán ra 700 đô. Như vậy các anh chị thấy ở đây, tài sản bị suy giảm giá trị 100 đô vào năm thứ nhất. Anh chị khoan xem năm thứ hai nha. Năm thứ nhất chị ghi nhận như thế này. Khấu hao 200. Anh chị, trong quá trình anh chị đọc tài liệu về IFRS, anh chị thấy họ ghi P&L. Để tôi nói ví dụ để các anh chị hiểu là cách chuẩn mực người ta hướng dẫn như thế nào. Anh chị, đầu tiên chuẩn mực quốc tế họ không yêu cầu ghi tên hay số hiệu tài khoản. Không phải ghi 111 là tiền mặt, 112 tiền gửi ngân hàng như Việt Nam chúng ta đang áp dụng. Họ linh hoạt, họ chỉ quy định đó là về bản chất là tài sản hay nợ phải trả. Tương tự P&L, anh chị thấy họ hay dùng cái từ P&L, nghĩa là anh chị đưa vào chi phí. Ví dụ debit tức là ghi nợ, debit là nợ, debit P&L là ghi chi phí.
họ sẽ không ghi rõ ra anh chị ghi vào chi phí nào. Không phải là chi phí quản lý số 42 là chi phí bán hàng số 1, không phải. Họ chỉ ghi hướng dẫn đó là chúng ta debit vào P&L. Đúng là chúng ta ghi vào chi phí. Còn credit, P&L đưa vào income là thu nhập. Chỉ vậy thôi các anh chị. Không phải hướng dẫn rõ ra như thế nào. Nên lý do là vì sau khi anh chị tự nghiên cứu, anh chị thấy rất là rõ trong phần tài liệu các anh chị. Toàn bộ tài liệu chỉ ghi là chi phí. Đưa vào P&L xong, anh chị hiểu là chi phí. Còn khi phía dưới họ ghi cái tên chi phí ra, chẳng qua là họ minh họa để chúng ta dễ nắm bài thôi. Anh chị nhớ rõ trường hợp này giúp tôi. Anh chị năm đầu thứ nhất ghi nhận khấu hao 200 và ghi nhận impairment loss 100. 100 impairment loss, anh chị thấy ghi tăng khấu hao lũy kế 100. Như vậy ghi nhận như thế này xong nha các anh chị. Giá trị còn lại của tài sản này sau khi bị impair, giá trị còn lại sẽ là 700 nha. Khấu hao 200 thêm 100 suy giảm giá trị, tức là 700. Qua năm thứ 2 các anh chị, đánh giá lại cuối kỳ, giá trị có thể thu hồi được của tài sản này là 650. Ở đây tình huống họ ghi là giá trị carrying amount, đánh giá lại, tức bản chất vẫn đó là giá trị có thể thu hồi được là 650. Như vậy chị thấy ở đây năm thứ 2, năm 20X2 ở đây, anh chị, khi tài sản năm đầu tiên bị suy giảm giá trị còn lại là 700 đô. 700 đô này dùng được trong 4 năm. Tại vì đã dùng 1 năm rồi các anh chị. Nó dùng 5 năm. Hết năm thứ nhất thì còn 4 năm. Như vậy năm thứ 2 anh chị tính toán khấu hao. Khấu hao 700 chia 4 năm ra 175. Như vậy trường hợp này các anh chị, giá trị còn lại anh chị thấy đến cuối năm thứ 2 khi chưa có impairment loss hay là ghi đảo gì cả. Như vậy anh chị lấy 700 trừ cho 175. Anh chị sẽ ra giá trị còn lại là 525. Anh chị thấy đây, cái phần initial của năm 20X2 á, 525. Như vậy anh chị chưa quan tâm gì cả đến phần impairment loss nha. Anh chị thấy chưa có impairment loss. Thì rõ ràng giá trị còn lại cuối năm 2, 525. Và đánh giá lại, giá trị có thể thu hồi được là 650. Như vậy bắt ngược trở lại một chút về slide phía trên. Anh chị thấy cái dấu tích đầu tiên này nè. Giá trị có thể thu hồi được ở đây là 650. Bây giờ dấu tích thứ hai tương ứng tình huống này. Anh chị, nếu năm 20X1 chưa từng xảy ra impairment loss nha. Chưa từng xảy ra impairment loss. Thì bây giờ qua năm thứ 2, khấu hao vẫn đều đặn là 200. Và giá trị còn lại tại cuối năm thứ 2 sẽ là 600. Mỗi năm khấu hao 200 nha. Giả định rằng năm thứ nhất chưa có impairment loss xảy ra, thì giá trị còn lại cuối năm thứ 2 nên là 600. Như vậy bắt ngược trở lại slide phía trước này. Giá trị còn lại này các anh chị, xem như nếu impairment loss chưa từng được ghi nhận, chưa xảy ra đó, thì current amount là 600 và giá trị có thể thu hồi được là 650. Anh chị lấy số nhỏ hơn số lower, lấy 600. Như vậy ở đây anh chị thấy
qua năm thứ hai này, anh chị ghi đảo lại. Nhưng mà giá trị còn lại, khi mà mình tính toán mình ghi đảo lại đó, thì giá trị còn lại không được vượt quá 600 nha. Bởi vì anh chị lấy số thấp hơn. Giữa 600 và 650, anh chị lấy số 600. Nghĩa là anh chị khi ghi đảo impairment loss, anh chị reverse lại á, anh chị không được ghi quá cái số giá trị còn lại 600 này, để tránh trường hợp chúng ta ghi vào thu nhập. Như vậy ở đây anh chị thấy, anh chị ghi đảo lại, bút toán ghi đảo, anh chị ghi nợ tài khoản khấu hao lũy kế 75. Bởi vì giá trị còn lại các anh chị 525 á, đánh giá lại lên 600. Anh chị ghi tăng thêm 75. Anh chị ghi giảm khấu hao lũy kế 75. Anh chị đưa vào P&L, tức là ghi thu nhập. Tôi cũng nhấn mạnh lại, phần gain from reversal of impairment loss 75 đó, đây là số, đây là tên tài khoản mà tôi đưa vào để anh chị thấy dễ theo dõi thôi. Chuẩn mực không ghi tên tài khoản như vậy nha các anh chị. Chuẩn mực chỉ yêu cầu doanh nghiệp ghi vào thu nhập, chấm hết. Và khi anh chị ghi đảo như vậy, giá trị còn lại sẽ thành là 600. Và 600 này chúng ta khấu hao trong 3 năm. Và bây giờ thực tế áp dụng sẽ khó như thế này các anh chị. Thực tế áp dụng anh chị thấy rất rõ. Đó là chúng ta phải tính toán dòng tiền. Mà dòng tiền trong tương lai các anh chị mang tính chất là chủ quan. Tức là tính ước tính, mang tính anh chị ước tính rất là nhiều, anh chị xét đoán, thì chung quy lại nó mang tính chủ quan. Và chính vì chủ quan như vậy thì làm sao chúng ta biết được dòng tiền trong tương lai có đáng tin cậy hay không? Hoặc đứng ở góc độ công ty kiểm toán, khi anh chị đi kiểm thì như thế nào? Cách chúng ta làm, anh chị mới xem trong quá khứ, việc anh chị ước tính dòng tiền trong quá khứ so với thực tế, thì giữa ước tính và thực tế trong quá khứ nha các anh chị, có những chênh lệch, có những khác biệt. Như vậy đầu tiên, cái dấu tích đầu tiên, nguyên nhân của những khác biệt là gì, vì sao những khác biệt tồn tại? Như vậy anh chị hiểu nguyên nhân, và từ đó anh chị mới áp dụng cho hiện tại, để anh chị tránh lặp lại những cái sai trong quá khứ. Tôi ví dụ, trong quá khứ anh chị ước tính quá lạc quan, tình hình thị trường nó không lạc quan được như vậy. Giả sử anh chị ước tính doanh thu tăng, tôi ví dụ, cứ 15% mỗi năm, nhưng bây giờ anh chị review lại, trong quá khứ doanh thu chỉ tăng maximum 10%. Như vậy bây giờ cũng câu chuyện đó, anh chị ước tính doanh thu tăng 15% nữa, liệu 15% tăng như thế này nó có hợp lý hay không? Vì trong quá khứ chúng ta đã sai rồi, là ước tính tăng 15% mỗi năm, nhưng thực tế các anh chị chỉ tăng được có 10% maximum. Như vậy bây giờ chúng ta vẫn dùng đó là 15% thì khả năng nó không hợp lý. Và lưu ý tiếp theo, khi thực tế anh chị áp dụng, anh chị nên xem về vòng đời sản phẩm hoặc là vòng đời của ngành đó. Ngành đang tăng trưởng, sản phẩm đang tăng trưởng thì câu chuyện khác. Ví dụ bây giờ ngành của anh chị đang đi ngang, thì anh chị không thể nào ước tính doanh thu tăng một năm giả sử 10-15%. Ngành đã đi ngang, tức là không tăng trưởng, lấy ví dụ nha. Bây giờ anh chị ước tính doanh thu tăng 15% một năm là không có cơ sở. Như vậy trong trường hợp này anh chị phải xem, đó là
vòng đời của sản phẩm hay của ngành? Anh chị đang ở giai đoạn nào trong cái industry life cycle? Và tiếp theo các anh chị, suất chiết khấu anh chị áp dụng không? Cái lãi suất á, anh chị nhớ căn cứ vào những kỳ vọng của thị trường và những rủi ro kèm theo. Nguyên tắc cái này hơi góc độ hơi thiên về tài chính một chút các anh chị, là rủi ro càng cao nha thì lãi suất chiết khấu nó càng tăng theo, và ngược lại. Như vậy anh chị phải đưa hết những yếu tố này vào. Và khi anh chị tính toán, anh chị nhớ, anh chị cân nhắc chi phí sử dụng vốn bình quân, lãi suất biên đi vay, cái từ incremental borrowing rate đang tạm dịch với anh chị, lãi suất biên đi vay. Nếu mà các anh chị cần thì tôi sẽ gửi cho các anh chị một cái bản tạm dịch các anh chị, gồm những chuẩn mực và thuật ngữ mà Bộ Tài chính đang tạm dịch, những thuật ngữ của IFRS. Anh chị cần hãy liên hệ trung tâm, sẽ gửi cho các anh chị. Và bây giờ tiếp theo nữa các anh chị, gần như chúng ta chỉ ước tính dòng tiền trong cái timeline, cái khung thời gian đâu đó các anh chị, 5 năm trở xuống. Bởi vì như vậy các anh chị, khi mà những người ban hành chuẩn mực họ thấy rằng với tình hình hiện nay nền kinh tế thế giới luôn, các anh chị, nó biến đổi rất là nhanh, ví dụ công nghệ mới ra đời liên tục, thì tài sản của các anh chị nó sẽ không còn phù hợp nữa. Anh chị thấy đặc biệt ngành công nghệ đó, cứ mỗi năm công nghệ mới nó ra đời liên tục luôn. Chính vì vậy thì gần như các anh chị họ đưa ra một cái khung thời gian nên chỉ là 5 năm thôi. Còn sau đó anh chị phải xem lại nha. Nếu mà trên 5 năm anh chị phải ước tính rất là chi tiết, rất là cẩn trọng. Bởi vì dòng tiền anh chị biết đứng góc độ tài chính đó nha. Dòng tiền từ năm thứ 6, thứ 7 trở đi, tại vì tôi làm bên quỹ đầu tư, nhiều khi tôi nói vui như thế này. Dòng tiền từ năm thứ 6 trở đi mình ước tính cho vui thôi. Làm sao chúng ta biết nền kinh tế thế giới 5 năm sau nó như thế nào, công nghệ thế giới 5 năm sau nó như thế nào, cái xu hướng ra sao, những ngành nào, những sản phẩm nào sẽ lên ngôi chẳng hạn, anh chị hoàn toàn không biết. Như vậy trong trường hợp này, chị nhớ điểm cuối cùng ở đây là gần như chúng ta ước tính trong một cái khung thời gian các anh chị 5 năm trở xuống thì mức độ tin cậy nó cao hơn. Bây giờ lưu ý này khá là quan trọng. Vì sao anh chị tham dự hội thảo ngày hôm nay? Vì sao buổi tối không được nghỉ ngơi mà phải ngồi ở đây nghe tôi tra tấn như thế này? Như vậy các anh chị, khi lần đầu tiên chúng ta áp dụng IFRS, anh chị muốn ghi trong báo cáo tài chính các anh chị, báo cáo này được lập theo chuẩn mực IFRS, thì nguyên tắc đầu tiên chị nhớ nha, anh chị phải áp dụng toàn bộ IFRS nha, không được áp dụng chọn lọc, không được ví dụ có tất cả 100%, anh chị thấy một số khó quá, mình không hiểu thôi mình bỏ qua. Không có chuyện thôi ca này khó quá bỏ qua nha các anh chị. Anh chị muốn ghi trong báo cáo tài chính rằng anh chị lập báo cáo tài chính này theo chuẩn mực IFRS, thì đòi hỏi anh chị phải áp dụng 100% nha, toàn bộ chuẩn mực. Và như vậy, chuẩn mực yêu cầu chúng ta trình bày bản cân đối kế toán, cái từ Statement of Financial Position các anh chị, cái dấu chấm vuông đầu tiên á, đó là bản cân đối kế toán. Anh chị xem là tài liệu trước đây á, là họ dùng cái từ balance sheet là bản cân đối kế toán. Bây giờ mình đang tạm dịch các anh chị, báo cáo tình hình tài chính, thì bản chất là bản cân đối kế toán thôi các anh chị, không khác gì cả. Và vì sao những anh bên ISB, tức là anh bên ủy ban mà ban hành chuẩn mực thế á, anh lại đổi tên như vậy các anh chị?
anh muốn các anh đó muốn đổi tên để cho một người người ta không có background về kế toán kiểm toán, người ta đọc cái tên người ta vẫn hiểu là nội dung báo cáo nói về cái gì, và kết quả cũng rất là khả quan. Các anh chị đưa cái tên balance sheet và statement of financial position cho một anh IT chẳng hạn thì anh nó đều thấy khó hiểu như nhau. Và theo nội dung chuẩn mực, các anh chị phải trình bày bản cân đối kế toán cho ba thời điểm nha. Đầu tiên, giả sử anh chị đang muốn báo cáo tài chính năm 2025 trình bày theo chuẩn mực IFRS thì yêu cầu đầu tiên anh chị phải trình bày bản cân đối kế toán tại ba thời điểm theo chuẩn mực IFRS. Đó là tại đầu kỳ năm trước, tức là 1 tháng 1 năm 2024, cuối kỳ năm trước, 31 tháng 12 năm 2024, cuối kỳ năm nay. Như vậy nôm na anh chị phải chuẩn bị trước 2 năm. Anh chị muốn năm 2025, anh chị ghi được một câu trên báo cáo tài chính là báo cáo tài chính của chúng tôi được lập và trình bày theo chuẩn mực IFRS, thì đòi hỏi anh chị phải chuẩn bị trước từ năm 2024, thậm chí từ năm 2023. Như vậy trong năm 2024, anh chị phải trình bày luôn theo IFRS luôn nha các anh chị. Bản cân đối thì đòi hỏi 3 thời điểm. Còn kết quả hoạt động kinh doanh là 2 niên độ. Niên độ hiện tại và niên độ trước đó. Như vậy về bản cân đối anh chị nhớ giùm tôi 3 thời điểm. Và gần như tôi thấy như thế này. Anh chị muốn áp dụng IFRS thì bắt buộc gần như luôn các chị, không khác được là phải áp dụng ERP. Không khác được đâu. Anh chị không áp dụng ERP, anh chị không làm nổi đâu. Chính vì vậy, một người project manager đòi hỏi nha, người đó phải vừa có kiến thức về quản lý dự án, vừa có kiến thức về IFRS. Anh chị biết nếu mà công ty anh chị đang áp dụng ERP thì gần như anh chị phải nắm được những điểm kiểm soát. Ví dụ các anh chị, hàng hóa nhập kho thì sẽ ghi nhận như thế nào thời điểm nhập kho? Bởi vì nếu mà không dùng ERP các anh chị ghi bằng gọi là bằng hiện tại hơi khó các anh chị. Data nó nhiều lắm. Anh chị học sâu hơn về IFRS anh chị thấy rất nhiều thông tin phải thu thập. Thì gần như phải dùng ERP các anh chị. Hệ thống hiện tại tôi đánh giá là đa số làm không nổi đâu, thật sự. Không phải tất cả mà đa số các anh chị. Như vậy cách giải quyết thì hiện nay nếu mà công ty chúng ta quy mô chưa gọi là chưa lớn, chưa đủ lớn, anh chị cân nhắc mình dùng tạm là như thế này. Anh chị dùng tạm file Excel, anh chị chuyển đổi. Tôi lấy ví dụ về bản chất công ty anh chị. Không có quá nhiều sự khác biệt giữa Việt Nam và quốc tế. It's okay. Anh chị dùng file Excel, anh chị giống như anh chị export data từ hệ thống hiện tại ra file Excel. Và từ file Excel này anh chị mới đưa vào một số quốc toán điều chỉnh, một số adjustment. Và adjustment này anh chị mới ra được, giả sử cột đầu tiên là số liệu thay theo VAS. Cột thứ 2, 3, 4 gì đó là những adjustment. Và cột thứ 5 là số liệu thay theo IFRS. Và nếu anh chị cần, tôi sẽ gửi file Excel điều chỉnh này cho các anh chị để anh chị tham khảo. Nhưng mà quan trọng nhất các anh chị không phải là file Excel này đâu. Quan trọng nhất anh chị phải biết là đưa vào những bút toán điều chỉnh nào, đó mới là quan trọng. Và trong trường hợp nếu mà anh chị áp dụng ERP thì anh chị phải có kỹ năng về quản lý dự án như tôi nhấn mạnh phía trên và phần funding nữa. Một số anh chị gửi mail cho tôi cũng hỏi và bây giờ nếu mà áp dụng như vậy thì nên học, nên xem những chuẩn mực nào. Như vậy các anh chị, thực tế đầu tiên anh chị sẽ không bao giờ học hết được toàn bộ chuẩn mực ngay. Một chuẩn mực đâu đó ít nhất các anh chị 30 trang trở lên. Và đôi khi chuẩn mực các anh chị sẽ khó hiểu, vì bản chất của chuẩn mực là khó hiểu.
rất nhiều chuẩn mực các anh chị. Như vậy anh chị gần như trong một thời gian rất ngắn, anh chị không có bao giờ anh chị học hết nổi đâu. Như vậy các anh chị phải xem là những chuẩn mực nào nó thay đổi nhiều. Bản chất hoạt động kinh doanh công ty các anh chị, những chuẩn mực nào chắc chắn anh chị phải dùng quốc tế rồi. Tức là quốc tế và Việt Nam nó khác biệt quá lớn. Anh chị không còn lựa chọn, bắt buộc phải quốc tế. Còn nếu mà chuẩn mực nào Việt Nam và quốc tế nó chênh lệch nhau không nhiều á, thì ok anh chị có thể tạm thời mình xem, chưa xem chuẩn mực đó. Những chuẩn mực, tôi lấy ví dụ chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính số 15, IFRS 15 á, là doanh thu á, thì thay đổi chắc chắn anh chị phải dùng rồi, không khác được. Và trong chuẩn mực số 15 này các anh chị, nó còn rất nhiều phần nhỏ trong đó nữa. Không phải doanh thu không các anh chị. Doanh thu thì có N trường hợp trong đó. Như vậy anh chị giả sử về doanh thu, anh chị biết chuẩn mực này rồi, có những phần như vậy. Bây giờ anh chị phải xem là bản chất công ty anh chị là làm về phần nào. Tôi lấy ví dụ về chuẩn mực số 15. Là trước đây, hiện nay chúng ta đang dùng VS. Tôi ví dụ đơn giản vì là chiết khấu thanh toán nha. Khách hàng thanh toán sớm 2 tuần. Giả sử hóa đơn 100 đồng. Khách hàng được hưởng chiết khấu thanh toán là 3%, tức là chiết khấu thanh toán là 3 đồng. Theo các anh chị VS hiện nay, chiết khấu thanh toán 3 đồng khi khách hàng thực trả, anh chị mới ghi. Tôi lấy ví dụ, hóa đơn đó anh chị bán vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 nha. Trong vòng 2 tuần 15 ngày đi, khách hàng trả, anh chị chiết khấu 3%. Theo VS, giả sử khách hàng trả ngày 5 tháng 1, bán 25 tháng 12, trả vào ngày 5 tháng 1, thanh toán ngày 5 tháng 1, 10 ngày. Ok, khách hàng được chiết khấu thanh toán. VS chúng ta ghi nhận chi phí tài chính tài khoản 635 năm 2021, doanh thu 100 đồng 2020, chi phí 3 đồng 2021. Giả sử như các anh chị, năm 2020 chỉ có một nghiệp vụ bán hàng này, và năm 2021 chỉ có một nghiệp vụ thu tiền, chấm hết. Anh chị thấy rõ ràng năm 2021 không có doanh thu nhưng có 3 đồng chi phí, nó không hợp lý. Theo IFRS 15, anh chị phải ước tính khả năng khách hàng có trả nợ trong vòng 15 ngày để được hưởng chiết khấu hay không. Anh chị căn cứ vào số liệu trong quá khứ, lịch sử thanh toán của khách hàng này. Và giả sử anh chị thấy rằng khách hàng này luôn luôn trả nợ đúng 15 ngày để được hưởng chiết khấu thanh toán. Như vậy trong năm 2020, anh chị đã ghi nhận doanh thu số net 97, không ghi 100, xong ghi chi phí 3 đồng. Năm 2020 ghi doanh thu 97 net, chấm hết. 2021 thu 97, không ghi chi phí năm 2021. Tôi ví dụ một ví dụ nhỏ để anh chị thấy chuẩn mực số 15. Và giả sử anh chị thấy rằng toàn bộ hoạt động kinh doanh trong công ty các anh chị rõ nét nhất là phần chiết khấu thanh toán như thế này, thì anh chị xem phần đó thôi. Và khi anh chị làm quy trình, anh chị cũng tập trung vào phần này. Như vậy anh chị tránh trường hợp giống như là nguồn lực anh chị có hạn, anh chị phải giống như chúng ta phân tán ra quá nhiều, anh chị làm không nổi đâu. Ok các anh chị, phần trình bày của tôi đến đây là hết. Thì các anh chị có câu hỏi, các anh chị có thể gửi cho phần hỗ trợ nha. Có một số câu hỏi trong quá trình tôi chia sẻ, tôi cũng nói với các anh chị. Thứ nhất là về thuế. Cái vấn đề này thì gần như tôi thấy rằng đa số anh chị sẽ hỏi. Đúng, đó là vấn đề khúc mắc hiện nay. Bởi vì anh chị nhớ khi mà chuẩn mực IFRS họ không đưa thuế vào, tức là họ không có tính đến khả năng là thuế nó như thế nào. Bởi vì như vậy các anh chị, luật thuế ở từng quốc gia khác nhau, họ không thể nào họ quan tâm hết 100%. Như vậy giữa chuẩn mực kế toán và thuế có sự chênh lệch rất rõ, đó là chắc chắn. Chính vì vậy như lúc nãy tôi nói, cách giải quyết là hai bên hiểu rằng có sự khác biệt này và hai bên thống nhất với nhau, mỗi bên trình bày làm theo cách của mình.
và thuế sẽ không phạt doanh nghiệp để khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các anh chị. Và một câu hỏi tôi cũng nhận được đó là làm sao chúng ta xác định được fair value. Thì fair value anh chị lấy thông tin thị trường. Nếu mà các anh chị cần thì có thể nhờ trung tâm gửi cho anh chị phần fair value measurement. Và như tôi nói với các anh chị thì chúng ta nên tập trung những chuẩn mực anh chị nghĩ rằng nó sẽ áp dụng cho công ty anh chị nhiều nhất. Tránh trường hợp anh chị download quá nhiều thông tin. Như vậy các anh chị, lúc trước chúng ta bị tình trạng thiếu thông tin. Bây giờ tôi thấy rằng quá nhiều thông tin, tài liệu nhiều lắm các anh chị. Quan trọng anh chị download về anh chị nhớ đọc nha. Đừng download xong để đó, để hù người ta thì không nên. Ok các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã quay lại với phần hỏi đáp tiếp theo đây. Cảm ơn thầy Bảo đã có phần chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Sau đây, để giúp các anh chị có cơ hội giải đáp các thắc mắc, tôi xin mời các anh chị đến với phần giao lưu hỏi đáp trong buổi học thử hôm nay. Trong phần này, tôi khuyến khích các anh chị đặt câu hỏi trực tiếp bằng cách nhấn vào nút unmute ở góc trái phía dưới màn hình để bật micro. Anh chị có thể đặt câu hỏi bằng cách gửi message vào cửa sổ chat. Ngoài ra, để giúp cho buổi hội thảo tiếp theo được thành công hơn, tôi xin phép nhờ các anh chị dành một phút để tham gia điền phiếu khảo sát mà ban tổ chức sẽ gửi theo đường link ngay sau đây. Ban tổ chức sẽ dành tặng voucher trị giá 500.000 đồng dành cho các anh chị sau khi hoàn tất phiếu khảo sát. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. À, có một câu hỏi như thế này các anh chị, tôi cũng nhận được đó là đánh giá suy giảm giá trị tài sản tài chính, đặc biệt tài sản tài chính đánh giá theo Fair Value Rule OCI. Anh chị, tài sản tài chính mà theo Fair Value như thế này thì có riêng một nội dung về Financial Instrument. Thì tôi cũng xin phép nếu mà anh chị cần, anh chị có thể nhờ trung tâm gửi mail cho tôi. Tôi cũng sẽ gửi tài liệu cho các anh chị về phần này, tôi sẽ giải đáp riêng. Vì phần này các anh chị rất là dài các anh chị. Các anh chị hình dung phần Financial Instrument chương trình tôi dạy ở trung tâm. Một ngày chủ nhật nguyên một ngày nha các anh chị. Và học xong thì học viên mới hiểu như thế này. Là nguyên ngày chủ nhật thì họ hiểu rằng là họ không hiểu gì cả nguyên ngày đó. Nói chứ nó khó các anh chị, phần đó rất khó. Nên các anh chị phần này tôi xin phép là câu đó tôi trả lời riêng nha. Vì nó rất dài. Dạ vâng, em xin phép cảm ơn thầy ạ. Các anh chị có câu hỏi thì có thể nhấn nút raise hand hoặc đặt câu hỏi ở trong cửa sổ chat. Ban hỗ trợ sự kiện sẽ hỗ trợ cho anh chị. Trong cửa sổ chat, tôi có nhìn thấy câu hỏi của bạn Phương. Bạn Phương có hỏi câu hỏi như sau ạ. Thầy có thể nói kỹ hơn về WACC, cách xác định WACC được không ạ? Thì xin phép thầy Bảo có thể chia sẻ câu hỏi này ạ. Ok các anh chị, chi phí sử dụng vốn bình quân này liên quan đến tài chính. Căn cứ vào cấu trúc vốn của doanh nghiệp, ví dụ nợ bao nhiêu, vốn chủ bao nhiêu, phần vay các anh chị đi vay á. Bây giờ có tỷ trọng trong đó, ví dụ vay 50%, vốn chủ 50%, thì bây giờ chi phí sử dụng vốn bình quân anh chị đưa vốn chi phí sử dụng vốn chủ là cost of equity và chi phí sử dụng nợ vay là cost of debt. Cost of debt là anh chị tính theo lãi vay các anh chị đang vay. Còn chi phí sử dụng vốn chủ anh chị có những mô hình. Thì phần này các anh chị cần tôi sẽ gửi tài liệu cho các anh chị. Mô hình tính toán ra chi phí sử dụng vốn chủ, cái này về tài chính các anh chị. Tôi cũng có nhận được câu hỏi là chiều sâu và rộng về kiến thức của chương trình IFRS. Thì cái này chắc là anh chị liên hệ trung tâm là có hai cấp độ các anh chị. Hai cấp độ là certificate và cấp độ deep á, thì mỗi cấp nó sẽ khác nhau. Còn thực tế áp dụng các anh chị, như tôi luôn nhấn mạnh, anh chị nên đầu tiên anh chị học, anh chị biết tổng thể nó như thế nào, sau đó anh chị mới xem là những chuẩn mực nào áp dụng được trong công ty các anh chị. Anh chị xem hết, tôi nhấn mạnh là không nổi trong short term, trong ngắn hạn đâu các anh chị. Ok, mời ban tổ chức câu hỏi tiếp theo. Vâng, em xin cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Hiện nay thì tôi đang nhìn thấy trên màn hình là có một số anh chị có bấm nút raise hand. Thì tôi xin phép mà ban hỗ trợ sự kiện có thể là hỗ trợ bật mic cho bạn Tấn Lộc được không ạ? Alo, bạn Tấn Lộc có nghe được không ạ? Dạ, em nghe rồi ạ. Dạ vâng. Xin phép bạn Tấn Lộc có thể là chia sẻ câu hỏi
với các anh chị cũng như là thầy Bảo có thể giải đáp được không ạ? Dạ, em chào thầy và chào chị. Em là Lộc, là sinh viên mới ra trường của trường Đại học Ngoại thương. Thì em có tìm hiểu về lộ trình học IFRS của mình thì thấy có hai cấp là Cert và Deep. Thì em muốn hỏi là em đã học F7 ACCA rồi thì em có được miễn Cert không ạ? Thứ hai là thời gian và học phí cụ thể của khóa học này ạ. Và cuối cùng là chứng chỉ được cấp sau khi em hoàn thành được xong khóa học nè. Cảm ơn câu hỏi của bạn Tấn Lộc. Câu hỏi này thì ý đầu tiên của bạn có hỏi là em có học môn F7 của ACCA rồi thì có được, mình đang hiểu là có được miễn khóa cert online không, thì em xin phép là nhờ thầy Bảo có thể là giải đáp giúp bạn câu hỏi này. Còn câu Cái hỏi này thứ chắc hai nhờ đi. trung tâm, sorry, chắc là nhờ trung tâm, bởi vì cái việc thi, cái việc Mỹ như thế nào á, là do ACC. Còn tôi cũng không chắc là hiện nay ACC như thế nào. Dạ vâng, thế thì tôi xin phép thay mặt ban tổ chức xin trả lời câu hỏi của bạn Tấn Lộc. Câu hỏi liên quan đến trường hợp là bạn đã học môn F7 của ACCA thì có cần phải học khóa cert I3 nữa không? Và câu hỏi thứ hai là bạn có hỏi về chương trình học ACCA, chương trình học về IFRS, học phí cũng như là thời gian học, thì tôi xin phép được trả lời bạn như sau ạ. Ở đây thì mình được biết là Tấn Lộc thì đang là là sinh viên, thì đối với môn F7 của ACCA cũng có học về IFRS. Tuy nhiên thì đối với các bạn mà chưa có biết nhiều về IFRS và cũng chưa áp dụng IFRS vào công việc thì các bạn nên bắt đầu từ khóa cert I3 là khóa chuẩn mực IFRS cơ bản, sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những cái kiến thức đầu tiên và nền tảng để bạn có thể nắm chắc và hiểu rõ về chuẩn mực IFRS. Câu hỏi thứ hai liên quan đến chương trình học thì sau khóa học ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng có dự kiến sẽ khai giảng chuỗi các khóa học về IFRS vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tới đây, bao gồm các khóa học về cert IFA, Deep IFA và chuyển đổi từ VAS sang IFRS. Hiện nay thì Smart Chain cũng đang có chính sách hỗ trợ học phí đặc biệt trong mùa dịch Covid. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì rất là mong là bạn là Tấn Lộc có thể liên hệ với ban tư vấn của Smart Chain sau buổi học thử hôm nay để có thể biết được thông tin chi tiết hơn ạ. Xin cảm ơn bạn. Ở đây thì tôi có thấy một bạn là Bùi Thị Bích Tuyền có raise hand, thì xin phép mà mời bạn Bích Tuyền có thể là bật mic để giao lưu cùng với diễn giả được không ạ? Dạ chào chị, chào thầy. Hiện tại là em đang học khóa cert IFRS online của Smart Trend. Cũng còn có một vài buổi nữa là kết thúc khóa học thôi, nhưng mà em thấy là cái thời lượng của khóa học so với cái nội dung kiến thức á, thì kiến thức nó quá nhiều mà cái thời lượng thì nó quá ngắn. Và em thấy cái phần trình bày của thầy hôm nay ấy, thì nó rất là cụ thể và dễ hiểu và dễ nắm được cái nội dung của chứng mực. Thì em đang thắc mắc là để mà học được cụ thể như nội dung mà thầy trình bày hôm nay thì là cái khóa học nào ạ? Ok, thì tôi xin phép trả lời câu hỏi này. Đầu tiên các bạn hình dung là bạn nên bắt đầu bằng cái khóa Certificate trước để có cái nền các bạn. Bởi vì nếu mà các bạn nhảy vào ngay khóa Deep, Deep IFRS thì bạn gần như không có cái nền. Và khi mà lên chương trình Deep IFRS, một số kiến thức, bởi vì chúng ta không đủ thời lượng, chúng ta nói lại toàn bộ các anh chị, gần như giảng viên mặc định là bạn đã biết, hiểu rồi. Ví dụ hợp nhất báo cáo tài chính, ít nhất mà phải có một cái nền trước. Thứ hai về doanh thu cũng có chút cái nền. Phần hợp nhất thì chắc chắn là bạn phải hiểu rồi. Tương tự những phần về ví dụ tài sản tài chính. Các bạn hình dung lúc nãy tôi nói vui là mình học cả ngày về phần financial instrument là công cụ tài chính. Nếu muốn hiểu sâu hơn thì thật sự một ngày, cả ngày chủ nhật không đủ. Nhưng có những công cụ Việt Nam chúng ta chưa áp dụng. Như vậy thì trên lớp tôi ráng tôi chia sẻ những phần mà chúng ta khả năng áp dụng cao nhất. Và tôi cũng khuyên là bạn nên học hai chứng chỉ là Certificate và Deep IFRS để chúng ta có gọi là có cái nền trước. Dĩ nhiên là các bạn như thế này, chuẩn mực quốc tế có rất nhiều các bạn. Chuẩn mực quốc tế có rất nhiều. Và chúng ta không thể nào chúng ta học hết toàn bộ. Ta học những chuẩn mực phổ biến. Và thậm chí trong chương trình họ cũng không đưa hết toàn bộ vào. Và đôi khi có trường hợp anh chị đi làm, anh chị áp dụng, anh chị thấy chỗ này đôi khi trong tài liệu không có nha. Anh chị sẽ quay lại download chuẩn mực.
Anh chị đừng có xem chuẩn mực đơn thuần, xem từ đầu đến cuối, các anh chị không nổi đâu. Tôi nhấn mạnh không nổi đâu các anh chị. Vì như tôi đi dạy có những chuẩn mực tôi xem cả tháng trời tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó. Còn nếu anh chị xem là dạng như mình nói cho vui á, mình đọc tiểu thuyết á, thì gần như không nổi. Và tôi cũng hay nói vui với học viên á, chuẩn mực các anh chị là một liều thuốc ngủ không thể mạnh hơn cho các anh chị. Anh chị học nhiều khi ban đêm, buổi tối anh chị rảnh á, thì anh chị đọc buổi tối xong anh chị thấy càng mệt nữa. Ok, xin mời câu hỏi tiếp theo. Dạ thầy ơi, nếu vậy thì cái khóa DEEP là mình có học được cụ thể từng chuẩn mực không thầy? Những chuẩn mực chính được em. Dạ. À, vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị Tuyền ạ. Ở đây thì ban tổ chức cũng có nhận được một câu hỏi của các anh chị có gửi qua cho ban tổ chức thông qua đường link đăng ký. Thì em xin phép là được đọc câu hỏi và nhờ thầy hỗ trợ ạ. Bạn Hằng Nguyễn có hỏi như sau ạ. Trong năm 2025, bắt buộc các doanh nghiệp niêm yết phải lập báo cáo tài chính theo IFRS, thì sinh viên kế toán cần phải chuẩn bị những gì để nhanh chóng hòa nhập và có cơ hội việc làm tốt hơn ạ? Em xin phép là mời thầy ạ. Ok, đơn giản đó các bạn, thì các bạn cứ học Certificate và DEEP IFRS thôi các bạn. Đó là hai chứng chỉ đơn giản nhất. Bởi vì như vậy các bạn, ACC các bạn cũng biết là cũng có đào tạo về IFRS. Nhưng mà chương trình ACC tổng thể thì nó dài quá. Và đôi khi có những topic đó, chúng ta chưa áp dụng ngay. Thì nếu mà các bạn cần đi theo hướng về kế toán thì bạn học hai chứng chỉ về IFRS là ổn. Còn về kiến thức tài chính như vậy các bạn, trong quá trình các bạn học thì bạn có thể hỏi giảng viên là nó như thế nào như thế nào. Hoặc là giảng viên có thể gửi cho chúng ta một vài, gọi là một vài cái tài liệu liên quan đến cái phần đó. Ví dụ chiết khấu WACC các kiểu thì nó không quá dài các bạn, chứ không cần chúng ta học cả một phần về tài chính. Bởi vì các bạn thấy là khi mà các bạn download cái phần corporate finance, phần tài chính doanh nghiệp, các bạn cần thì tôi sẽ gửi tài liệu này riêng cho các bạn về tài chính doanh nghiệp, 1.000 mấy trăm trang các bạn, còn không nổi hết đâu. Như vậy trong quá trình các bạn học hai chứng chỉ, giả sử những kiến thức tài chính các bạn có thể hỏi thẳng giảng viên. Giảng viên dạy chương trình này thì gần như ai cũng biết về tài chính cả. Chiết khấu như thế nào, tính toán dòng tiền ra sao, tính toán WACC như thế nào thì đều có công thức tính và có những phần riêng. Và quan trọng nhất là thay vì bạn phải ngồi bạn lục lọi, bạn tìm tòi, thì có sẵn tài liệu nói về cái phần các bạn đang quan tâm. Các bạn hình dung giả sử chỉ có 10 trang là các bạn hiểu rồi, không còn phải ngồi mà search cả 1.000 trang, nó quá nhiều. Ok bạn. Dạ vâng, em xin cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Ở trong phần cửa sổ chat thì tôi có nhận được một câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Hòa. Em xin phép đọc câu hỏi nhờ thầy hỗ trợ. Thầy cho hỏi, quy định ở chuẩn mực hay ở đâu là áp dụng IFRS là phải áp dụng toàn bộ? Như công ty em, tôi muốn áp dụng IFRS nhưng loại trừ không áp dụng ở một mảng kinh doanh mà em không biết căn cứ vào đâu để có thể nói lại được. Cảm ơn thầy ạ. Thì em xin phép là nhờ thầy bảo có thể là giải đáp câu hỏi này giúp bạn Hòa. Bạn về bạn search lại IFRS số 1, cái first adoption, IFRS số 1 sẽ ra cái đoạn đó, sẽ ra là toàn bộ phải áp dụng luôn, chứ không được áp dụng kiểu selective. Dạ vâng, em xin phép cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Trong phần câu hỏi mà ban tổ chức nhận được thì cũng có một câu hỏi như sau ạ. Trung tâm có mở các lớp dạy online về IFRS không? Thì câu hỏi này thì em xin phép là được trả lời ạ. Hiện nay thì Smart Chain có tổ chức các khóa dạy online về IFRS, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh đang khá là phức tạp thì việc học online tại nhà cũng sẽ giúp các anh chị có thể yên tâm hơn khi tham gia các chương trình học về IFRS ạ. Ở câu hỏi tiếp theo, tôi có nhìn thấy anh Dương có raise hand, thì anh xin phép là bật mic để có thể là trao đổi trực tiếp với diễn giả. Alo. Dạ, chào thầy. Anh ơi. Dạ. Lúc nãy em có nghe về cái khái niệm là CGU, tức là nhóm tài sản, để mình gom các tài sản thành một nhóm đó thầy ạ. Thì không biết rằng có một cái chuẩn mực nào để hướng dẫn cho cái trường hợp mà mình nhóm này hay không? Tại vì trên thực tế thì em thấy có những cái trường hợp là có những tài sản là nó vẫn có thể sử dụng riêng lẻ được. Tuy nhiên là
Theo một chức năng nào đó của doanh nghiệp, hoặc là mong muốn, hoặc là theo một cái định hướng sử dụng của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp muốn muốn gom nó chung thành một nhóm, thì không biết rằng có cái chuẩn mực nào để điều chỉnh hoặc là hướng dẫn cho cái trường hợp này không hả thầy? Ok bạn, đầu tiên là không có chuẩn mực hướng dẫn riêng cho CGU, họ đưa ra định hướng áp dụng. Và thứ hai các bạn, nguyên tắc chuẩn mực nào cũng có kẽ hở nếu doanh nghiệp đã muốn, gọi là người ta muốn lách. Tôi ví dụ lúc nãy về doanh thu, chủ mực có nêu một câu như thế này là doanh nghiệp phải ước tính một cách đáng tin cậy số net doanh nghiệp kỳ vọng thu được để ghi doanh thu. Ví dụ lúc nãy 100 đồng doanh thu các bạn, trừ đi 3 đồng chiết khấu, thì bây giờ chúng ta phải tự ước tính là 97 là do tự giác. Còn nếu mà doanh nghiệp đã muốn, mình nói cho vui lần, đã muốn bóp méo đi một chút rồi thì cũng sẽ khó, vì chủ mực không thể nào người ta bích lại toàn bộ được. Tôi lấy ví dụ như thế này, bây giờ giả sử công ty anh chị có một khoản đầu tư vào cổ phiếu đi nha, thì theo chuẩn mực sẽ tính là lấy fair value, tức là giá thị trường. Nhưng ngặt một nỗi như thế này các anh chị, nếu cổ phiếu đó là cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu OTC đi, thì bây giờ thị trường không có, không thể nào kiểm toán viên không thể nào vào những trang web ví dụ cổ phiếu OTC các kiểu họ xem giá mua giá bán không được, như là web, trang web không chính thống các anh chị. Thì bây giờ nguồn của kiểm toán viên chỉ có một nguồn duy nhất, lấy bản báo giá từ những công ty kiểm toán, công ty chứng khoán. Như vậy bây giờ nếu doanh nghiệp người ta đã muốn, gọi là người ta muốn bóp méo fair value, thì họ gọi điện đến nhờ những công ty chứng khoán gửi bản báo giá về cổ phiếu các anh chị. Giả sử cổ phiếu công ty ABC một khoản đầu tư, thì công ty chứng khoán vẫn gửi bản báo giá như thường các anh chị, mà giá do doanh nghiệp đưa ra. Cái thực tế là có. Như vậy trong trường hợp này thì rõ ràng chuẩn mực không thể nào người ta bích hết những lỗ hổng được các anh chị. Thì cuối cùng doanh nghiệp có muốn áp dụng, gọi là áp dụng chuẩn hay không. Còn như tôi nói đã muốn lách rồi thì các anh chị thì kiểu gì cũng lách được à. Chứ mà không có bích hết nổi đâu. Chỉ là đưa ra cái phương hướng, một cái đường hướng các anh chị. Như cái vụ lấy phần fair value á, về việc lấy fair value của một tài sản tài chính, chẳng hạn một cổ phiếu nào đó. Cổ phiếu không niêm yết trên sàn chứng khoán đó chị, không niêm yết trên sàn Hồ Chí Minh, không niêm yết trên sàn Hà Nội hay Upcom, thì anh chị không có báo giá, không, chị không có thông tin, chỉ lấy thông tin từ những công ty chứng khoán là đáng tin cậy nhất thôi. Và chị thấy là công ty chứng khoán họ đưa ra giá, giả sử cổ phiếu ABC từ 10 đồng đến 11 đồng ví dụ vậy, doanh nghiệp áp dụng 10.5, ok, kiểm toán chấp nhận, đó hợp tế. Tôi cũng chia sẻ như vậy vì tôi đã từng làm kiểm toán. Vậy trong trường hợp này các anh chị thì ok, chấp nhận thôi, không khác được. Dạ, cảm ơn thầy. Tức là em hiểu với cái câu trả lời này, tức là em hiểu là trường hợp này cũng không phải là sai, tức là doanh nghiệp không phải là sai thầy hả? Tức là họ muốn cộng tất cả các tài sản lại để thành một cái CGU, thì tức là cái đó vẫn có thể chấp nhận được, mà mình cũng không thể phán xét được điều đó nếu, là sai hay nếu, là nếu ok bạn, nếu nha, khi mà bằng gộp là như vậy, những tài sản này tạo ra được dòng tiền giá trị cao hơn thì vẫn chấp nhận được. Gộp lại bạn hình dung, tôi ví dụ nha, tôi lấy ví dụ một cái chung cư có hồ bơi trong chung cư, bản thân cái hồ bơi này nha vẫn cho người bên ngoài chung cư vào, người ta mua, giả sử mua cái vé theo giờ, tôi ví dụ mua cái vé 50.000 ví dụ vậy, bản thân hồ bơi này tạo ra được dòng tiền. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ lấy đơn thuần cho người ngoài vào, anh chị chỉ tính như vậy thôi, thì chắc chắn ra giá trị rất là thấp. Nhưng vì sao chung cư phải có hồ bơi? Để cho những người trong chung cư thấy được cái tiện ích. Vậy xin chị mua chung cư, ok, thấy có hồ bơi, thì bởi vì bình thường các anh chị, dân trong chung cư, dân cư không có đủ nhiều để mà utilize được cái hồ bơi này. Như vậy họ mới cho người ngoài vào thuê để có chi phí người ta bảo trì các anh chị. Giả sử người ta thay nước hồ bơi các kiểu, người ta dọn rác. Như vậy trong trường hợp này, nếu mà anh chị đánh giá đơn thuần là bản thân cái hồ bơi này tạo được dòng tiền, đúng, nó đúng các anh chị, cho người ngoài vào thuê được, không sao cả, vận hành được coi như hồ bơi bình thường. Nhưng như vậy là sẽ không hợp lý, vì mục đích của chủ đầu tư các anh chị xây hồ bơi này là nhằm tạo ra giá trị, một cái tiện ích cho chung cư để bán chung cư giá cao hơn. Thì ok, nhưng mà trong trường hợp này anh chị gặp chung hồ bơi vào chung cư được, tới ví dụ vậy. Dạ, cảm ơn thầy. Các bạn. Vâng, em xin cảm ơn câu trả lời của thầy ạ. Tiếp theo trong cửa sổ chat thì em có nhận được câu hỏi của bạn Linh Nguyễn, có hỏi như sau ạ. Trong ví dụ của thầy, làm sao để biết phân bổ vào good view
bao nhiêu và cơ sở là gì ạ? Xin phép nhờ thầy Bảo có thể là chia sẻ thêm ạ. À, ok bạn. Lúc nãy có ba nhóm tài sản, nhóm đầu tiên là nhóm specific, là bạn biết ngay. Phân bổ vào goodwill, nguyên tắc là phân bổ toàn bộ cho goodwill nó về không. Nguyên tắc. Nếu mà khi phân bổ hết cho goodwill, impairment loss vẫn còn, chúng ta mới phân bổ tiếp cho những giá, cho những tài sản còn lại theo tỷ lệ giá trị còn lại. Còn nếu mà phân bổ impairment loss, ví dụ goodwill đang là 10 đồng, impairment loss còn 6 đồng, bạn phân bổ hết 6 đồng, stop. Còn nếu bây giờ goodwill 10 đồng, impairment loss là 12, bạn phân bổ trước cho goodwill hết 10 đồng, đưa goodwill về 0 trước. Còn 2 đồng impairment loss chúng ta mới phân bổ cho những tài sản còn lại. Ok bạn. Dạ vâng, em xin cảm ơn giải đáp của thầy ạ. Tôi xin nhắc lại một chút, để giúp cho các buổi hội thảo tiếp theo được thành công hơn thì xin phép nhờ các anh chị hãy dành một phút để tham gia điền phiếu khảo sát mà ban tổ chức có gửi trong cửa sổ chat ạ. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Các anh chị giả sử câu hỏi các anh chị dài quá mà tôi chưa trả lời được ngay đó, các anh chị gửi cho trung tâm nha, tôi sẽ trả lời sau cho các anh chị thông cảm. Vì có những chủ đề các anh chị rất là dài, nhưng dạ, thêm về phần financial instrument thì rất là dài. Dạ, vâng ạ. Ở đây thì tôi có nhìn thấy bạn Trịnh Vi có raise hand. Có lẽ thì đây cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi học thực ngày hôm nay rồi ạ. Thì bạn Vi có thể bật mic để đặt câu hỏi trực tiếp cho thầy ạ. Xin chào thầy với lại anh chị, em có một câu hỏi là khi mình đánh giá lại tài sản nếu mà có tổn thất thì khi đó mình sẽ đưa vào OCI hay là đưa vào impairment loss? Bạn Vi có thể nói to hơn một chút được không ạ? Ok nghe hơi nhỏ. Ok được. Khi có tổn thất tài sản, impairment loss, chúng ta đưa vào OCI hay P&L. Ok các bạn. Một bạn muốn nãy thấy cũng cửa sổ chat là hỏi về phần ghi sổ về việc là tài sản mà đánh giá theo phương pháp là đánh giá lại, theo mô hình đánh giá lại. Ok, tôi nói nhanh như thế này. Chắc là tôi share màn hình với các bạn nha. Các bạn thấy được cái file Excel không các bạn? Ok, chắc là thấy rõ rồi đúng không? Tôi bị cần thì mà tôi thấy cũng rõ rồi đó. Ok, đầu tiên nhanh nha các bạn. Giả sử cost của tài sản 1.000 đồng. Thời gian sử dụng hữu ích các bạn, let's say 5 năm. Năm đầu tiên các bạn, không có đường thẳng nha các bạn, cho nhanh nha, đơn giản. Bạn ghi DA debit nha các bạn, đưa vào P&L. Giả sử depreciation charge. Bạn create, khấu hành lũy kế. Ở đây 200. Các bạn ghi thế này xong, giả định cuối năm thứ nhất, bây giờ fair value của tài sản, let's say là 900. Như vậy bạn có 900. Giả sử tài sản này áp dụng theo mô hình đánh giá lại, như vậy bạn có revaluation gain 100 gì? Giá trị lại 800. Tăng thêm lên 900. Bây giờ ghi sổ như thế nào? Các bạn, chuẩn mực họ cũng không nói rõ đây biết cái gì. Ghi giảm khấu hao lũy kế hay ghi tăng tài sản, họ chỉ yêu cầu mình nói tăng giá trị tài sản
doanh nghiệp tự xác định cách ghi, hoặc là ghi tăng nguyên giá, hai ghi giảm khấu hao lũy kế, thì cuối cùng vẫn ra giá trị còn lại là 900. Tuy nhiên tôi khuyên chúng ta không nên đụng đến nguyên giá nha. Nguyên giá có hóa đơn chứng từ, xem như đừng đụng vào nó. Anh chị thay đổi về khấu hao lũy kế, anh chị giảm khấu hao lũy kế, anh chị đưa vào OCI nha, tức là Order Comprehensive Income, thu nhập toàn diện khác, đang tạm dịch thu nhập toàn diện khác, hoặc là thu nhập chưa thực hiện, không đưa vào P&L nha. Cầm. Và anh chị, 100 này, anh chị từ OCI sẽ chạy vào Revaluation Surplus hay là Reserve. Cái này nằm trên bảng cân đối là SOFB, Statement of Financial Position, nằm phần equity. Anh chị thấy P&L lợi nhuận á, chúng ta kết chuyển sang 421. Thì này mình kết chuyển sang một cái tài khoản nhóm 4 khác, chưa có số hiệu các anh chị. Đơn giản IFRS không quy định số hiệu. Thì Bộ Tài chính chắc cũng đang suy nghĩ về số hiệu nhóm 4 thôi. Bây giờ qua năm 20X2 đi nha. Bây giờ giả định như các anh chị không khấu hao cho đơn giản nha. Bây giờ revaluation. Bây giờ là chính, không phải là sorry, impairment. Bây giờ let's say là 750. Tạm thời không tính khấu hao nha các anh chị. Minh Hòa bằng số được chị thấy xử lý trước đó. Khấu hao thì tính nó cũng dài lắm. Bây giờ đầu tiên anh chị thấy 750, mình sẽ ghi debit. Anh chị ghi đầu tiên, anh chị clear toàn bộ phần reversion surplus trên bảng cân đối. Reversion surplus, anh chị lúc nãy 100 này, anh chị mới kết chuyển, anh chị thêm cái từ transfer kết chuyển sang, chị về theo dõi cho em dễ. Như vậy anh chị phải clear trước con số 100. Anh chị từ 900 giảm về 750. Anh chị giảm 150 gì? Anh chị clear trước 100 trên thặng dư đánh giá lại tài sản của cái phần equity, vốn chủ sở hữu. Còn 50 anh chị đưa vào P&L. Tại vì đây tổng impairment loss. Anh chị lấy 750, anh chị trừ 900. Tổng loss là 150. Tổng loss 150. Anh chị clear trước phần surplus 100. Còn 50 anh chị đưa vào P&L. Như ý lúc nãy trong phần presentation. Ok. Sau thời gian không cho phép, tôi xin phép khép lại buổi học thử trực tuyến tại đây. Trong cửa sổ chat, tôi có nhận thấy một số câu hỏi chưa thể giải đáp được. Ban tổ chức sẽ cố gắng tổng hợp câu hỏi và gửi lại nhờ thầy Bảo hỗ trợ cho các bạn và gửi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy Bảo cũng như các anh chị đã dành thời gian tham dự buổi học trực tuyến ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng thông qua buổi học này, các anh chị đã có thêm một số những cái thông tin hữu ích về chương trình học IFRS. Nếu có bất kể thắc mắc nào hoặc là câu hỏi nào mà cần hỗ trợ thêm thì các bạn có thể là liên hệ với ban tư vấn của Smart Chain sau buổi học để được giải đáp chi tiết hơn. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả các anh chị và chúc các anh chị sức khỏe, thành công và một giấc ngủ thật ngon. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong các chương trình tiếp theo của Smart Chain ạ.